Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Đâu là gót chân asin của quân đội Trung Quốc? Nguồn tin từ nghiên cứu quốc tế.org Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vô tình để lộ những điểm yếu của quân đội nước này một biểu hiện cho điều đó là việc xây dựng các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo duyên lục địa mới ở một vùng sa mạc nội địa còn một dấu hiệu khác là sự nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ sinh bao gồm các biện pháp giúp giảm gánh nặng chi phí trong việc giáo dục con cái đằng sau những động thái này cũng là bằng chứng cho thấy nước này đang giải quyết những lo ngại liên quan tới tinh thần binh sĩ cũng như khả năng của quân đội nước này trong việc thực hiện một cuộc chiến kéo dài trong gần một thập niên qua, Trung Quốc đã bận rộn ở Biển Đông. Đầu tiên là xây dựng các đảo nhân tạo, sau đó là triển khai các thiết bị radar tên lửa để ngăn chặn máy bay và tàu quân sự nước ngoài tiếp cận khu vực này, và cuối cùng là triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ vùng biển hiệu đã được bảo vệ này. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được gọi là SLBM là vũ khí tối tân Chúng cho phép các quốc gia tránh bị đặt vào các vị trí bất lợi vì tàu ngầm chở chúng có thể nằm ở vùng rất sâu, né tránh kẻ thù cho đến phút cuối cùng. Vậy tại sao Trung Quốc lại gấp rút xây dựng các căn cứ tên lửa xuyên lục địa mới ở các vùng sa mạc nội địa? Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ, mặc dù Trung Quốc đã quân sự hóa một số vùng biển ở Biển Đông và triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, nước này không còn tự tin có thể bảo vệ được khu vực này nếu xảy ra xung đột. Vào tháng 1 năm 2018, một tàu ngầm Trung Quốc đã bẽ mặt khi làm lộ việc thiếu khả năng hoạt động hiệu quả cấp độ cao của mình. Chiếc tàu ngầm đang di chuyển dưới mặt nước ở khu vực tiếp giáp lãnh hải quần đảo Senkaku của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và nhanh chóng bị lực lượng bảo vệ Nhật Bản phát hiện. Nó nhanh chóng nổi lên và không ngần ngại dương cao lá cờ Trung Quốc, vốn trong trường hợp khác cũng có thể là lá cờ trắng đầu hàng. Thủy thủ đoàn có lẽ sợ rằng tàu của họ có thể bị tấn công bởi các đòn tấn công ngầm. Theo luật pháp quốc tế, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản có thể coi tàu này như là một tàu ngầm không xác định đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản khi đang đi tàu ngầm dưới nước. Nhiều quan chức Nhật Bản và Hoa Kỳ tin rằng vụ việc tượng trưng cho tinh thần chiến đấu yếu của quân đội Trung Quốc. Trong một phần tư thế kỷ qua, các chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự và tổ chức các cuộc diệt binh và duyệt binh hải quân. Nhưng những thứ có thể nhìn thấy được như tên lửa và xe tăng chỉ là một thành phần của sức mạnh quân sự. Ngoài ra, còn có những yếu tố sức mạnh vô hình như tinh thần quân đội. Hải quân Trung Quốc đang thực hiện chương trình đóng tàu sân bay, nhưng một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán các tàu sân bay của Trung Quốc sẽ không rời quân cảng của họ trong các cuộc xung đột. Vì lo sợ chúng có thể bị tấn công và đánh chìm, một số người tin rằng tinh thần chiến đấu thấp của binh lính Trung Quốc là do chính sách một con lâu nay của nước này, điều khiến quân đội nước này trở thành một trong những đội quân con một lớn nhất thế giới. Kinichi Nishimura, một cựu sĩ quan lực lượng phòng vệ mặt đất, người đã nhiều năm phân tích cán cân quân sự của Đông Á tại trụ sở tình báo quốc phòng của Bộ Quốc phòng và các nơi khác cho biết hơn 70% binh lính Trung Quốc là con một và phần còn lại là con thứ hai, thứ ba mà cha mẹ họ đã phải chịu nộp phạt để sinh ra họ. Quan điểm của Nho giáo cho rằng con cái phải kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ, hương khói tổ tiên vẫn ăn sâu ở Trung Quốc. Do đó, các bậc cha mẹ đặc biệt không thấy muốn con mình chết trước họ. Các bậc cha mẹ của các hộ gia đình con một ngày càng không muốn đứa con trai hoặc đứa con gái duy nhất của họ sẽ trở thành một cái đinh trong câu tục ngữ ở trung quốc nơi người dân có xu hướng ít coi trọng nghề binh có một câu tục ngữ hảo thiết bất hả đinh nghĩa là thép tốt không dùng để làm đinh hay những cá nhân ưu tú thì không nên đi lính để đảm bảo có đủ quân số đảng cộng sản đang nỗ lực cải thiện tiền lương và chế độ hưu trí cho binh sĩ và ngày 1 tháng 8, chính phủ đã ban hành luật bảo vệ địa vị, quyền lợi và lợi ích của quân nhân. Nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh bóng nghề binh này có thể là một dấu hiệu cho thấy quân đội giải phóng nhân dân đã không thể cải thiện được các nỗ lực tuyển binh của mình, đặc biệt là trước tình hình tỷ lệ sinh đang suy giảm của đất nước. Quân đội Trung Quốc đã tăng cường triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu kể từ vài năm trước. Nhưng tỷ lệ hoạt động của chúng thực sự không cao có vẻ như họ không đủ để đào tạo đủ binh sĩ để bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách các thiết bị công nghệ cao. Đây là một phần lý do mà tại sao quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Số lượng tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc triển khai đã tăng lên vài nghìn quả. Một trong những học thuyết quân sự của quân đội Trung Quốc không được nhiều người biết đến nói rằng, khi mới bắt đầu cuộc chiến, hãy phóng một lượng lớn tên lửa và sau đó, ngay lập tức rời khỏi chiến tuyến. Chiến lược này được tiếp thu từ Liên Xô cũ, nước đóng vai trò đào tạo cho Trung Quốc khi quân đội nước này mới hình thành. Trong vài năm qua, quân đội Trung Quốc đã gấp rút bổ sung thêm nhiều máy bay chiến đấu, tàu nổi và tàu ngầm, một dấu hiệu có thể thấy ý định tăng số lượng tên lửa có thể phóng khi mà giao tranh bắt đầu. Máy bay không người lái được cho là có cùng mục đích. Chiến lược này sẽ được tiếp tục Đặc biệt là khi quân đội không thể đảm bảo đủ binh lính, để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác phải bắt đầu nghĩ đến việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Các biện pháp này bao gồm việc phát triển và triển khai các vũ khí thế hệ tiếp theo như vũ khí laser năng lượng cao và súng đường sắt, sử dụng lực điện từ để phóng đạn với tốc độ cực cao. Nhật Bản đã có nền tảng công nghệ để phát triển các loại vũ khí này, mặc dù năng lực này chưa được biết đến rộng rãi ở trong nước. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Đâu là gót chân Asin của quân đội Trung Quốc? Nguồn tin từ nghiên cứu quốc tế.org đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.